thì nó cũng giảm rất là rõ rệt. Bởi vì lúc nào nó cũng thấy cái lực lượng mà. Không những lực lượng của công an, lực lượng của dân quân tự vệ, còn có cái lực lượng của dân phố nữa. Mình thử nó giảm cái hai cái nó rõ rệt. Cái thứ ba là cái công tác quản lý đối với các cái nhà trọ mà trước đây rất là phức tạp. Bởi vì nó dựa vào cái nhà trọ để nó hoạt động, thì mình bây giờ quản lý cái nhà trọ cũng chặt hơn. Nên là ở các cái nhà trọ nó hàng ngày đều có phải có cái khai báo. Như vậy là công an cũng nắm được lực lượng, hay ngay tại địa phương người ta cũng nắm được cái hoạt động của nó hàng ngày ở từ nhà trọ đó. Cái thứ ba là cái các cái tệ nạn xã hội thì trước đây không có ngày nào là không có, ít hay nhiều. Nhưng mà đến bây giờ đó thì không có những cái vụ việc nào đáng quan tâm cả. Lực lượng công an nói chung, rồi lực lượng của bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ của phường, rồi được sự hỗ trợ rất là tốt, mạnh của công an quận.